chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Miss Jam 2023 công bố format chính thức, cơ hội nào cho Thanh Thanh Huyền? Format chính thức của Miss Jam 2023 được nhận xét là khá dễ thở với các thí sinh. Tháng 2 tới, cuộc thi Miss Jam 2023 sẽ chính thức khởi động sau nhiều năm tạm hoãn. Mùa giải đầu tiên, cuộc thi ghi nhận sự góp mặt của 40 thí sinh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mới đây, ban tổ chức Miss Jam cũng đã tung ra format chính thức cho đêm chung kết. Theo đó, format của Miss Jam 2023 gọi theo top 20, top 10, top 6 và cuối cùng là top 3. Cuộc thi sẽ chỉ có 2 á hậu, giống với hầu hết những đấu trường nhan sắc khác. Top 20 sẽ trình diễn bikini, top 10 trình diễn váy dạ hội và top 6 sẽ tham gia phần thi ứng xử. Trong đó, top 10 sẽ gồm 9 thí sinh do ban giám khảo lựa chọn và một thí sinh được vào nhờ vé vót. Sau khi xem xét kỹ, dân tình cho rằng format của Miss Jam khá dễ thở cho các thí sinh. Bên cạnh đó, khán giả cũng ủng hộ cuộc thi chọn top 20 thay vì top 15 bởi có rất nhiều thí sinh đã chờ 3-4 năm để góp mặt trong cuộc thi này. Tuy nhiên, nhiều người hy vọng rằng top 3 chung cuộc sẽ tiếp tục có phần thi ứng xử để chọn ra người xứng đáng nhất trở thành Miss Jam mùa đầu tiên. Bình luận của netizen: format top 20 thì khá dễ thở, Thanh Thanh Huyền cũng gọi là có cơ hội. Lấy top 20 là hợp lý rồi, vậy cho mấy bà chờ mấy năm trời cũng có thể vô, chứ 15 thì hơi khốc liệt. Lấy top 20 là để tạo cơ hội, có mấy bà kiên trì đó trời ạ. Delay 3 năm thì cũng có món quà in top cho người ta chứ. Ý đồ bên ban tổ chức chứ không phải lấy top 20 cho dễ đâu. 40 bà mà bà nào cũng chiến, lấy top 20 là hợp lý rồi, chứ 15 khắc nghiệt quá. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.